Các bạn thấy con diều đang bay không? Nhìn nó bay, cái dáng của nó có đẹp không? Nhìn nó cân đối không? Thì đây là con diều mini 80 sen, làm theo công thức nha bạn. Hôm trước là có một bạn nhỏ yêu cầu mình là làm diều 80 sen á, 80, 90, 100 hay là gì đó thì mình làm khá là nhiều rồi, nhưng mà mình không có làm theo công thức. Bữa nay mình làm theo con này 80 sen, làm theo công thức nha. Thì bây giờ công thức như thế nào thì các bạn theo dõi video này nha. Ở đây là cái nan dài 80 này nha các bạn. Đó, từ đầu đây, từ đầu kia tới đây là 80 sen ha. Thì bữa nay làm diều theo công thức, nghĩa là cái đuôi của nó sẽ bằng nửa cái cánh nè. Đây là cái đuôi nha, bằng nửa cái cánh. Nhưng mà thông thường á thì nửa cánh thì tới đây thôi, nhưng mà mình làm cho nó dư qua một chút xíu, làm quen rồi. Hôm nay là mình sẽ để, cũng để dư một chút xíu thôi, cái đó thì không có đáng kể gì đâu nha. Đây là 80 nè. Làm diều theo công thức á, có nghĩa là mình sẽ có một cái cách tính để làm thành cái bụng diều nha. Thì con diều này á, chiều dài cánh của nó là 80 cm, thì mình sẽ lấy 0.8 mình nhân cho 27 thì nó sẽ ra bụng diều nha các bạn. Nếu mà bạn làm diều 1 m á thì nhân cho, thì lấy 1 nhân 27, rồi 2 m á thì lấy 2 nhân 27 thì nó sẽ ra được cái bụng. Còn con này 80 cm á thì mình sẽ lấy là 0.8 mình nhân 27 thì nó cũng sẽ ra cái bụng nha các bạn. Nhân ra bao nhiêu á thì mình cột vô cái này thôi. Đây các bạn, cái bụng diều mà mình cột theo công thức nè, thì mình lấy cái cánh của nó là 0.8 mình nhân cho 27 ha, thì nó ra đâu đó là khoảng 21 chấm mấy, gần 22 các bạn. Thì đây đó, mình làm cái cánh nó là 21 chấm mấy, gần 22 luôn nè ha. Rồi về cái khoảng cách từ cái bụng mà xuống tới cột, chỗ cột cái đuôi á, thì các bạn làm cho nó là bằng 1/3 của cái bụng nha. Cái khoảng cách này nè, khoảng cách này nè, cái khoảng cách giữa giữa cái bụng với lại cái đuôi á thì nó sẽ bằng 1/3 của cái bụng trên. Là nó, mình làm vậy là mình thấy nó rất là cân nha các bạn. Cột xong hai cái đầu cánh này ha, với lại cái đuôi này các bạn, thì bây giờ tới cái phần mà cũng rất là quan trọng nha, nghĩa là cái phần mình căng cái cánh lên á. Các bạn căng lên nó phải đều nhau nha, với lại nó vừa phải thôi, nó không có quá cong mà nó cũng đừng có phẳng quá, thì nó giúp cho con diều mình nó dễ bay nha các bạn. Giờ đó mình dựng cái máy xuống đi, xong mình căng cho các bạn coi nha. Thì giờ đầu tiên là mình sẽ cột vô trong cái đầu cánh trước một cái nha. Rồi sau đó thì các bạn lon nó vô trong cái nè. Mình lưu ý là mình sẽ chọn nó ngay cái tâm giữa nha. Rồi các bạn quấn qua 1-2 vòng gì đó. Rồi mình rút lên từ từ nè. Đó, mình rút lên gì ha, thì các bạn thấy nó có cái độ cong này nè. Rồi, cho nó cong nhiều nhiều xíu đi. Đây. Cong tầm này được các bạn. Rồi mình cột cho nó cong rồi thì mình cột lại luôn nha, đừng cho nó chạy. Đó. Thì một cái rồi phải không? Mình sẽ dùng, mình đo nè. Đây mình đo ha, cho nó bằng ở đây. Thì mình câu qua cái đầu cánh bên đây, cột lên thôi. Cột bằng cái gân lá này thì nó sẽ, cái độ cân của nó thì nó sẽ không có được giống như tre nha. Nhìn nhiều mình nó sẽ không có đẹp bằng cánh tre. Nhưng mà đó, khi mà cột qua thì bạn nhìn như thế này nè. Rồi hai cái khoảng cách bên cánh lên đây ha, thì các bạn phải đảm bảo là nó bằng hoặc là nó gần bằng tương đối nhất nha. Hai cái khoảng cách này nè, khoảng từ đây qua đây nha, nó bằng như đây nè. Vậy thì con diều mình cái cánh là nó sẽ rất là dễ bay luôn, dễ lên. Các bạn cột xong cái cánh của con diều rồi á, thì chỗ phần căng cánh này nó có cái lưu ý nè, là cái điểm giữa này á nó phải ngay cái tâm của cái bụng diều nha các bạn. Ngay cái tâm chính giữa của cái bụng diều nha. Ví dụ như cái bụng này 20 thì cái này nó phải nằm ngay vị trí số 10 nha. Đang cho hai cái trên với dưới nó cân nó bằng nhau. Giờ cái khoảng cách nè, từ cái đầu cánh vô trong đây thì nó cũng phải bằng từ bên đây qua bên đây nha. Không có được cái thì ngắn quá, cái thì dài, hoặc là hai cái, ví dụ như cái khoảng cách này mình đo nha, mình đo thử nha. Nó khoảng
34 ha, à, bên đây 34 thì bên đây nó cũng phải là 34 nè. Đó, nó cũng phải là 34 vậy nha. Thì như vậy thì con diều mình nó sẽ dễ bay nha các bạn. Đó. Rồi, vậy là xong. Cột gì dùng cái ni lông, cái gì nó nhẹ nhẹ thì đa phần là mình dùng ni lông thôi, mình dán lên thì nó sẽ dễ hơn. Đó các bạn thấy không? Cánh cũng khá đều ha. Đây các bạn. Đây là chân dung chiếc diều 80 sen làm theo công thức nha. Cái này là mình không có đeo đầu. Mình đang cho nó lèo giữa luôn nè. Ai cái đuôi cái đuôi với lại cái bụng phản cách nó nhìn hợp lý, nhìn nó đẹp nha các bạn. Cũng dễ bay nè, mình thả dây ra lên thôi. 80 cm nha. Áp dụng theo công thức thì làm cái bụng với lại cái đuôi nhìn tương đối, nhìn nhiều mình cảm thấy là nhiều mình nó đẹp. Nó đẹp hơn là mình làm bừa. Quay. Con diều này nó dễ lắm. Mình làm theo công thức thì mình cảm thấy là cái bụng của nó nhìn cũng đẹp nè. Lại những cái phản cách giữa cái đuôi với lại cái bụng này kia, chóp cánh đồ nhìn nó hợp lý, nhìn nó đẹp nha các bạn. Các bạn công nhận không? Nè, diều bay lên nhìn diều mình nó cân đối không? Lại một phần do dễ bay nữa là do mình làm cái nang, là cái nang gân lá nha. Cái loại mà nó mềm mà nó nhẹ, nó dẻo nữa. Nó không có bị cái hiện tượng là cứng cái dài á, nên là những cái lúc mà gió nhẹ nhẹ thì bay rất là ngon luôn. Ui, mới vừa nói thế là cái lèo mình cân chưa chuẩn nè. Thôi vậy là ok rồi. Cái lèo thì tính sao đi. Bạn nào mà chưa biết cột lèo thì lên xem lại những cái video mình cột dây lèo nha. Có những cái video rất là cụ thể rồi. Cái này thì mình chỉ làm con diều 80 sen theo công thức thôi. Kéo nó về xuống gần rồi nha các bạn. Về cái công thức này thì nó cũng gọi là đơn giản rồi, nó không có gì khó đâu. Các bạn cứ lấy cái chiều dài của cái cánh, sau khi mà mình vót cái nang xong á, mình làm cái nang xong thì mình lấy cái chiều dài, ví dụ như 1 mét á, thì mình nhân cho 27. Rồi cái này riêng mình thì mình làm 80 sen thì mình cũng nhân cho 27 thì nó sẽ ra được cái bụng nha. Ra được cái bụng là cột diều mà cái bụng nó đúng á, thì khả năng con diều mình nó bay rất là cao rồi. Rồi thêm cái phần nang mà mình sử dụng á, các bạn nếu mà tập chơi á thì mình nghĩ là các bạn nên làm những cái loại nang nào mà dễ dễ bay trước, chứ đừng có gọi là làm gì cho nó khó ha. Ở dưới quê thì dùng gân lá dừa nước nè, còn ở bản thành phố thì đi mua 2 cái nang lồng chim 3 ly về là các bạn có thể làm con diều đơn giản này, nhẹ nhàng. Tập làm diều thì tập bằng những cái chất liệu này trước thì nó sẽ, mình nghĩ nó đơn giản hơn đó. Chứ bạn mới đầu vô làm diều mà vót nang thì mình thấy nó hơi khó nha. Đó như con này ha, mình làm lèo lên chút xíu nè, đậu được rồi nè. Rồi chắc là mình dừng video đây nha các bạn. Bạn nào mà hay hỏi mình công thức làm diều á thì hôm nay vô xem video này nha. Rất là dễ thôi, nhân 27 là ra nha các bạn. Đấy, giờ xem được video này thì các bạn làm thử đi nha. Chúc các bạn thành công nha. Mình đang kéo con diều về nè.